Rồi, ok, xin chào anh em. Thì mình là Cáo và một cái chiếc ghế công thái học nó sẽ giúp cho anh em có một cái tư thế ngồi đúng hơn, giảm những cái tác hại xấu đến sức khỏe của anh em khi mà phải ngồi làm việc lâu. Thì đây cũng là một khoản đầu tư đáng để suy xét đối với những anh em mà có công việc gắn liền với cái việc phải ngồi văn phòng. Thì hôm nay mình sẽ trên tay cái chiếc ghế GT Chair IC để cho anh em có thêm những cái sự lựa chọn và biết được cái ghế này nó có những cái gì hay. Ok, cùng vào video thôi. Nhìn về tổng quan của chiếc ghế GTE IC này thì nó có cái nhìn khá là hiện đại, nó sẽ phù hợp cho những cái anh em mà đặt trong cái góc làm việc. Nó thường có không gian trắng nè, nhìn nó mang tính chất hiện đại một tí. Còn nếu như anh em đặt vào trong những cái góc nhìn nó có mang hơi hướng cổ điển á, thì mình nghĩ nó sẽ không phù hợp cho lắm. Thì mình sẽ đi từ dưới lên, bắt đầu ở cái phần chân của ghế trước. Thì cái phần chân của ghế được làm bằng hợp kim nhôm và theo như nhà sản xuất nó có thể chịu tải lên tới 113,4 kg. Cái quá trình mình sử dụng, mình có trải nghiệm khoảng một tuần rồi á, thì mình thấy là cái chân này nó rất là chắc chắn. Mình đặt lên và cái nhìn của mình về nó thì rất là thẳng thớm và kiểu như là nó trông rất là mạnh mẽ. Nhưng mà có một cái điều á, mà mình không thích á, là cái cảm giác của mình là cái phần chân nó đưa ra hơi xa so với cái ghế ở văn phòng mình đang ngồi. Mà khi mà bạn ngồi trong một cái góc nó hẹp giống như cái chỗ mình đang ngồi á, thì nó sẽ hay bị đụng vào cái tường hoặc là chân của bạn, nên mình nó không mang lại trải nghiệm tốt lắm. Tiếp theo là cái phần bít tông để nâng toàn bộ ghế lên. Thì cái lúc mà mình lắp, mình có tham gia lắp vào cái ghế này, mình lắp toàn bộ cái phụ kiện của nó, và khi mình cầm cái bít tông trên tay á, thì nó khá là nhẹ. Và mặc dù nhẹ như vậy nhưng mà cảm giác thì mình sờ và mình thấy cái chất lượng hoàn thiện cũng khá là tốt, tương đối là chắc chắn. Rồi, theo như thông tin của nhà sản xuất thì cái bít tông này nó rất là cứng và họ có test lên cái thang độ độ cứng Rockwell thì nó đạt tới 44 điểm. Thông tin thêm cho những anh em không biết, Rockwell là một cái thang đo độ cứng, và đi lên phía trên một chút xíu chúng ta sẽ có một cái cần điều khiển dạng xoay để mà tăng đưa cái lực cái tựa lưng của mình nó nặng hay nhẹ. Thường khu vực này chúng ta sẽ có hai cái thanh, đầu tiên là thanh để tăng giảm độ cao của ghế và tác động vào cái bít tông á. Cái thanh thứ hai sẽ là cái thanh khóa hoặc là mở khóa cho cái phần tựa lưng ở phía sau. Nhưng mà cái ghế IC này nó hay ở chỗ là hai cái thanh đó người ta đã giản lược và lắp ở phần tay ở đây, chúng ta có thể điều khiển ngay trong lúc mà đặt cái tay trên cái tựa tay này. Và đây cũng là cái mình gọi là mang lại trải nghiệm tốt nhất của cái ghế này. Thì một chút xíu nữa mình sẽ test cho anh em xem. Đi lên một chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy được cái phần khung của ghế và có rất nhiều thành phần làm bằng kim loại, hợp kim nhôm. Cái phần phía dưới của ghế nó sẽ là một cái thanh kim loại rất là lớn để nâng đỡ toàn bộ cái phần lưng cũng như là cái phần bệ ngồi mình đang ngồi đây. Và cả cái phần khung sẽ tạo ra một cái hệ thống gọi là BAS, nó viết tắt của là Back Automatic Supporting System. Đây là cái phần hệ thống nó sẽ giúp khi mà anh em ngã cái lưng ghế ra thì chỉ có cái phần lưng ghế nó ngã ra và cái phần mâm ngồi nó sẽ vẫn giữ nguyên, giúp cho cái phần lưng của anh em có cái tư thế ngã đúng hơn và khi ngồi nó sẽ tạo cái độ thoải mái tốt hơn cho lưng của anh em. Thì cái khóa ở bên tay trái của mình sẽ điều khiển cái phần tựa lưng ghế phía sau. Khi mà bạn ngã lưng ra và bạn đến cái góc mà bạn muốn nó khóa lại để mà ngồi ở cái tư thế đó thì chỉ cần ngã ra xong khóa lại ở đây. Đó, còn khi mà muốn mở khóa anh em chỉ cần bóp một lần đó, và ngã cái lưng anh em ra một tí, tự động cái khóa nó sẽ bung ra và đưa lại cái vị trí ban đầu. Thì đây là một cái trải nghiệm khá là tốt khi mà bạn để tay ngay chỗ tựa tay này thôi và điều khiển nó thay vì là phải đưa tay xuống dưới giống như rất nhiều cái ghế truyền thống mà mình đã trải nghiệm. Tương tự như vậy, ở bên phía tay phải cái tựa tay của mình là sẽ là cái phần điều khiển độ nâng độ cao hoặc là hạ độ cao của ghế. Ví dụ như mình đang ngồi mình có thể hạ độ cao xuống luôn. Và cái việc nâng độ cao nó sẽ ít tốn công hơn và nó sẽ nhanh hơn bằng cách là bạn chỉ cần nhóm dậy một chút xíu thôi thì ghế nó sẽ tự động nâng lên. Thay vì là bạn phải đưa tay xuống như thế này và đứng lên hẳn giống như những cái ghế truyền thống thì nó sẽ tốn công hơn và cái tư thế của bạn nó sẽ khó chịu hơn. Phải nói là mình rất là thích cái thiết kế này. Ở phần tựa tay ngoài hai cái khóa rất là tuyệt vời, chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều cái tùy chỉnh để mà phù hợp với cách để tay của anh em. Thì mình thường sẽ đặt cái tay như thế này, đưa hai cái phần tựa tay nó hơi chéo vào người mình tí và đặt như này để mà gõ phím. Thì mình sẽ nâng cái độ cao của hai cái tựa tay này nó vừa gần bằng với lại cái mặt bàn và để nó sát vào để mà gõ phím.
bạn có thể đưa ra giữa như này, hoặc là đưa ra ngoài luôn, hoặc là đưa sát vào trong. Thì theo như mình thấy á, hai cái tựa tay này nó có thể đưa sát vào người nhiều hơn một tí so với những cái ghế thông thường. Thông thường nó chỉ đưa ngang với tới đây thôi đó, và nó sẽ phù hợp với những cái sở thích của những cái anh em có nhu cầu cao hơn và có cái nhu cầu hơi khác với những người bình thường. Ở phía ngoài cái thanh tựa, chúng ta sẽ có hai cái nút để mà điều chỉnh cái độ cao của cái tựa tay này. Thì thường mình sẽ để ở mức vừa phải thôi, không để mức cao nhất. Tại vì khi mà anh em để cái mức cao nhất, nó sẽ đụng với cái mặt bàn và anh em sẽ không thể ngồi sâu vào hơn một chút. Thường mình chỉ để cách mặt bàn một tí như này, đủ để mình đưa cái tựa tay vào bên trong. Tiếp theo về những cái phần điều chỉnh thì mặt lưng ghế, chúng ta sẽ không có cái phần để mà đẩy cái lưng của mình lên và điều chỉnh cái phần đó. Thay vào đó là cái phần tựa lưng, nó sẽ chia làm hai phần, một cái mâm phía trên, một cái phần tựa để mà đẩy cái lưng ở phía dưới. Thì cái phần mâm phía trên nó sẽ có cái độ nghiêng là 10 độ và cái phần mâm phía dưới là 15 độ theo như công bố nhà sản xuất. Thì theo cái trải nghiệm của mình á, nó không đã bằng những cái ghế mà có cái phần tựa lưng mà nó tăng đưa được và nó phù hợp với cái lưng của mình. Tại vì lưng của mỗi người là nó khác nhau và cái phần này nó sẽ fit luôn. Nhưng mà thay vào đó thì bạn có thể nâng lên, hạ xuống cái phần tựa lưng chỉ bằng cách kéo nó lên đó, thì bạn có thể nghe thấy được những cái khớp bên trong không. Nhưng mà cái phần khóa này nó có một cái không hay, đó là bạn có thể nâng được 4 nấc, nhưng mà đến nấc thứ 5 á, sẽ là cái nấc tự động để mà hạ cái khóa xuống. Mình sẽ phải rất là khó khăn để mà nâng được cái nấc thứ 4, tại vì mình thường sẽ nhầm tới nấc thứ 3 xong nó sẽ trượt lên tới nấc 5 luôn và nó tuột xuống. Và muốn mà nâng được nấc 4 á, thì phải rất là tập trung và nghe từng nấc. Nó hơi là khó khăn cho mình tại vì cái lưng của mình nó hơi dài, nên là mình phải đặt cái nấc thứ 4 nó mới phù hợp. Tương tự như cái phần tựa ghế thì cái phần mâm ngồi ở đây bạn cũng có thể tùy chỉnh được theo cái dáng ngồi của bạn cũng như là cái cơ địa của bạn. Thì thường mình sẽ đưa cái mâm ngồi ra phía trước, bạn có thể nhấn vào cái nút ở phía dưới này và đưa cái mâm ngồi ra phía trước hoặc phía sau, là tùy theo cái dáng ngồi mà bạn muốn. Thường mình sẽ đưa ra hết phía bên ngoài đó để mình ngồi được nhiều hơn ở trên cái ghế. Hoặc là nếu như mà những anh em ốm hơn á, thì có thể đưa ngược vào bên trong để khi mà cái phần lưng á, nó chạm vào cái lưng ghế nó sẽ được nâng đỡ tốt hơn. Tương tự như vậy, cái phần tựa đầu bạn cũng có thể điều chỉnh được rất là nhiều góc độ khác nhau, nâng lên, hạ xuống nè, và đưa tới hoặc là lùi về phía sau. Cũng như cái phần tựa ngay đây cũng có thể tiêu lên hoặc úp, tiêu lên tiêu xuống đó. Thì bạn có thể tùy chỉnh theo rất nhiều góc độ để mà phù hợp với nhiều dáng ngồi. Ví dụ như bạn đang ngồi thẳng để mà bấm phím, hoặc là ngã ra một chút xíu để mà thư giãn một tí thì vẫn có thể điều chỉnh được. Thì ở phía bên dưới của phần tựa đầu, vị trí hai lắp hai con ốc, lắp cái tựa đầu lên đó, thì bạn có thể gắn thêm một phụ kiện nữa để treo áo vest hoặc treo áo sơ mi. Đây là một phụ kiện rời của cái ghế này, khi mà mua ghế nó sẽ không có. Đây là một cái thứ mà nó sẽ phù hợp với anh em thường xuyên mặc áo sơ mi nè, mặc áo vest nè, bởi vì nó sẽ không thể treo áo thun được hoặc là một số loại áo khác. Cuối cùng là cái phần chất liệu của phần tựa lưng và mâm ngồi. Theo như nhà sản xuất mình đọc được ở trên web của Richie á, là đây là chất liệu DuPont của Mỹ và được sản xuất bởi Wintech ở Hàn Quốc. Nó vượt qua cái chu kỳ kiểm tra độ mài mòn đến 100.000 lần. Cái độ bền màu nó đạt tới 4,5 điểm. Thì sau một cái tuần vừa rồi mình có trải nghiệm ngồi thử chiếc ghế này, ngoài cái việc là mình gặp một chút khó khăn với lại cái phần base ở phía dưới, mình hay bị đụng vào vách tường do là mình ngồi ở trong một cái góc nó khá là nhỏ, cho nên là cái phần base này mình cảm nhận nó khá to hơn với lại đa phần những cái ghế mình đã từng ngồi. Về phần chất liệu, mình thấy được một cái chiếc ghế có một khung kim loại rất to, nó cho mình cái cảm giác rất là chắc chắn cũng như là cái sự bóng bẩy của kim loại lúc nào nó cũng thu hút mình hơn. Rồi cái phần vải ngồi khá êm, thoáng khí, và khi mình ngồi cái trải nghiệm của mình nó tốt hơn hẳn so với lại cái ghế văn phòng mình đang ngồi ở công ty, nó không có bị nóng hay là nực nữa. Rồi đặc biệt là cái phần tựa tay mình có thể đưa sâu hơn vào trong một chút xíu, nó phù hợp với cái thói quen cá nhân của mình để mà đặt như thế này để gõ phím, và mình nghĩ cũng có một số anh em sẽ có cái thói quen này. Và cuối cùng cũng là phần đặc biệt nhất và cũng làm cho mình hài lòng nhất, đó là hai cái khóa tùy chỉnh ở đây. Mình sẽ đỡ mất công nhất và có những cái tư thế tùy chỉnh nhanh và gọn nhất, thay vì phải đứng dậy cả người và tùy chỉnh những cái gạt ở phía dưới ghế theo những cái ghế truyền thống. Và vừa rồi là một số cái thông tin cũng như là những cái trải nghiệm nhỏ của mình về cái chiếc ghế GT Chair IC này. Đây là cái chiếc ghế là dòng thấp hơn một chút xíu so với lại cái chiếc GT Chair Merit X20
22 của khu hiệp vừa trên tay. Hy vọng là anh em đã có thêm nhiều cái nhìn về những cái chiếc ghế công thái học như thế này để có thể suy xét và bỏ ra một khoản đầu tư dành cho sức khỏe cũng như là phục vụ công việc của anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.